Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Tiêu chuẩn cho tình yêu. Pamela là một cô gái xinh xắn, sinh trưởng trong một gia đình nề nếp và được giáo dục rất chuẩn mực. Cũng như bao cô gái mới lớn khác, Pamela luôn mơ ước có được một tình yêu đẹp với một chàng trai lý tưởng. Rồi một ngày anh ấy sẽ tới. Người ấy có vóc dáng cao lớn, cực kỳ nam tính, lãng mạn, có học thức, gia đình gia giáo. Và nhất định mình sẽ được đắm chìm trong một tình yêu ngọt ngào. Vào nhà chuẩn bị đồ đạc đi con. Sang tuần là con phải lên thành phố nhập học rồi đó. Học ngành y sẽ vất vả lắm. Không có nhiều thời gian để mơ mộng nữa đâu, cô gái à. 5 năm sau. Mẹ à, con vừa nhận được quyết định bổ nhiệm giảng viên rồi. Hè năm nay chắc con không về được. Vì trường con kết hợp với một bệnh viện lớn tổ chức chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo ở một huyện vùng cao. Con gái của mẹ giỏi lắm, ráng công tác tốt và giữ gìn sức khỏe nha con. Nhưng cũng phải để ý giùm mẹ vụ yêu đương đó. Tìm hiểu dần là vừa, nghe không? Con vẫn đang chờ đợi chàng trai trong mơ của mình. Lúc nào gặp được người ta, con sẽ báo tin vui cho mẹ liền. Thế nha mẹ. Chào mọi người, tôi là trưởng nhóm hỗ trợ cho đoàn mình trong đợt thăm khám lần này. Có bất cứ vấn đề gì, hãy liên hệ với tôi nha. Chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình. Hôm nay là tròn 3 tháng mình nhận lời yêu anh. Đó là một chàng trai trông chẳng bắt mắt chút nào, lại không lãng mạn, không bay bổng. Những sở thích, đam mê và cuộc sống của anh cũng khác hoàn toàn với mình. Vậy mà không hiểu sao, giây phút đó chạm mắt anh, mình lại thấy thương mến anh đến thế. Anh đã làm cho mình dần quên mất những khác biệt giữa hai đứa nhờ sự chân thành của anh. Tuy anh không có những hành động lãng mạn, nhưng những chuyến viếng thăm vào mỗi cuối tuần, những cuộc điện thoại trò chuyện, nhắc nhở mình ăn uống, nghỉ ngơi, luôn khiến mình cảm thấy ấm áp. Anh à, em nhớ anh. 2 tháng sau. Pamela, em có ổn không? Anh lo cho em quá. Nhận được tin nhắn của em nên anh vội vàng lên đây luôn. Tình hình sức khỏe của mẹ thế nào rồi em? Em phải làm sao đây hả anh? Mẹ bệnh nặng lắm. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, mình cũng phải lạc quan để mẹ không phải bận lòng nha em. Anh nghĩ em nên về quê làm việc để được gần mẹ và tiện chăm sóc mẹ. Anh sẽ luôn bên em, cùng em vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cố gắng lên cô gái của anh, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh vẫn đều đặn hàng tuần vượt quãng thời gian gấp đôi lúc trước tới thăm mẹ và động viên mình cho tới ngày mẹ khỏi bệnh. Món quà này anh đã lên kế hoạch cả năm nay rồi đó. Em coi thử nha. Ôi, đây là các vở kịch của nhà hát mà em yêu thích. Trong vòng 1 năm ư? Đúng thế, Pamela yêu dấu ạ. Nhưng em nhớ là anh đâu có thích coi kịch. Vả lại anh ở xa như thế. Khoảng cách xa không phải là vấn đề. Khác biệt không phải là vấn đề. Anh không thích coi kịch, nhưng em thích mà. Vì thế anh sẽ học cách để thích. Tình yêu đâu cần những tiêu chuẩn vô nghĩa, phải không anh? Em yêu anh. Đừng bao giờ đặt ra tiêu chuẩn cho tình yêu của mình, bởi những tiêu chuẩn có thể khiến bạn bị tuột mất những cơ hội và nhân duyên tốt đẹp.